Thưa quý vị, tang lễ của cố thủ tướng Tây Ban Nha Adolfo Suarez đến từ Madrid. Hôm nay, giới chức và dân chúng Tây Ban Nha đã bày tỏ sự thương tiếc đối với cựu thủ tướng Adolfo Suarez đã từ trần trong ngày hôm qua. Linh cữu của thủ tướng Suarez đang được quàn tại trụ sở quốc hội, chờ đợi đón linh cữu có quốc vương Juan Carlos, hoàng hậu Sofia, thủ tướng Mariano Rajoy, các cựu thủ tướng như là Felipe González, José María Aznar và José Luis Rodríguez Zapatero. Dân chúng tập trung đứng xếp hàng bên ngoài để chờ đợi viếng thăm. Thủ tướng Suarez là người chèo lái quốc gia Tây Ban Nha trong giai đoạn khó khăn nhất, làm cây cầu nối liền quốc gia Tây Ban Nha bị chia rẽ sau khi nhà độc tài Francisco Franco mất vào năm 1975. Cựu thủ tướng Suarez, 81 tuổi, đã nằm bệnh viện từ ngày 17 tháng 3 vì nhiễm trùng phổi. Ông ta đã bị bệnh đãng trí trong nhiều năm qua. Sau khi tướng Franco mất, quốc vương Juan Carlos đã chỉ định ông Suarez là người bộ trưởng trẻ tuổi nhất để đoàn kết hai phe Tây Ban Nha còn tinh thần chia rẽ cuộc nội chiến từ năm 1936 tới năm 1939. Trong thời gian này, những người theo ông Franco gọi ông Suarez là người thay đổi bộ áo và những người theo chủ nghĩa xã hội gọi ông ta là kẻ cơ hội. Công tác chính lúc bây giờ là tổ chức một cuộc bầu cử tự do và công bằng. Ông Suarez đã chiến thắng là làm thủ tướng trong giai đoạn Tây Ban Nha gặp nhiều khó khăn kinh tế, chính trị và an ninh. Ông ta đã bị chỉ trích từ hai phía và phải từ chức. Nhưng các thập niên sau, ông ta đã được thừa nhận là người khai sinh ra quốc gia Tây Ban Nha hiện đại. Và theo kết quả của cuộc thăm dò vào năm 2007, dân chúng Tây Ban Nha đã công nhận ông ta là vị thủ tướng đáng kính nhất kể từ ngày ông Franco mất. Tây Ban Nha tuyên bố để tang cố thủ tướng trong 3 ngày.